Ủa, một ghế rồi. Ấy, từ từ thôi. Anh Hiền ra sao? Anh Hiền ra sao? Xích cọc anh Thiệu. Đấy là keo. Từ từ phải bỏ cái này ra. Mình inox à? Inox hạ xuống để vặn vít. Hạ xuống vặn vít. Cửa thôi. Vít lại. $400.000 cái miếng này đấy. Đúng rồi. Này á? Này 400.000 á? Cái bảo là giết người à? Đấy. Không cả công được bắt nữa mà mang ra đấy. Cái đợt này. Còn đấy, còn dùng đấy. Sẽ dùng đến đấy. Của Hồi Môn. Xong nồi rồi. Còn giò nước này ông anh. Rồi ôi. Tủ này. Tủ này. Cái gì vậy anh? Hả? Sao đây có các ổ chuột ở đây? Rồi. Hả? Con điện đây, đây là con điện đây này. Con điện thì bảo ông anh kia bịt này không? Sao có cái ổ chuột đấy? Bếp có cái ổ. Trời ơi, bếp. Hai đứa sinh đôi. Nhà hai đứa sinh đôi. Quý nhất hai cô con gái. Hai cháu sinh thế này. Chiều cho bác xin Kiều Hạnh nhá. Nó làm kiểu gì? Con đấy mới là mau mồm. Em nghĩ là chuột vào đây rồi. Nó đập vụn ra nó chuyển nhiều. Không, không phải đập vụn, nó có cái xe cái nó chuyển lên. Chuột này, dẫm chân xuống đây mình này con. Tủ Omega. Bếp mới nhá, hay mới con. Này nhìn xa xa thì ai bảo là nhôm đâu. Ai bảo nhôm mà mới trở vào. Không keo đâu. Còn đấy tôi nói chuyện thì tôi nói chuyện ai đâu. Ông là thế này. Ông thôi à. Anh nói tôi về luôn này, tôi thôi gì đâu. À ông về luôn à? Tôi về luôn vào ngay đây này. Sao nay ông bảo ngay chưa lên mà ông lên sẵn ông lên. Chưa lên để làm gì? Tại vì cánh phải lên, bôi keo này nó bị ăn cân. Sáng nay là cháu bắt xe rồi lên. Cái cánh này như mọi nhôm khác ấy là bắt vít. Cánh này ép keo trong đấy, keo âm ấy. Đéo hỏi nó phải đi đâu. Thì nó bắt chất chuẩn, chỉnh sửa cánh cân. Này mà bắt xe mà cháu bắt xe phải gọi chú Chi. Hả? Gọi chú Chi. Gọi ông Chi á? Ừ. Gọi chú làm sao chú giải quyết được? Chú quan hệ rộng mà. À. Ừ. Ở bắt xe công an phường bắt xe để gọi chú thì. Ờ. Nhôm Omega nhá anh em. Nhôm hệ mới Omega cao cấp. Đây, lắp đặt nốt cho xong đi, gỉ dịch quá dài. Đi mua ống về cho quét. 3 ngăn kéo. Chưa lắp tay. 3 ngăn. Okay. Không được anh kia quay luôn qua đi. Sang bên kia, sang bên kia. Ông tỉnh vào đi, tỉnh vào đi. Sang bên kia, đưa đi. Không làm cơm ra. Tỉnh vào đi. Không, anh Hiền phải nhấc bên kia. Nó đang không buộc. Không cạnh đâu, anh Hiền phải nhấc. Anh kéo đâu đấy ra. Kéo ra, kéo ra, nhấc kéo ra. Rồi, phương Hoàng, tầm vào rồi. Hoàng ấy. Không như lệch rồi. Không phải lệch. Lệch tiếu. Không lệch. Lệch lên ra. Lệch rồi, bắn lên ra. Đúng rồi. Bắn lên ra này vào nha. Không, không, cái đấy nó tặng nữa. Bắn con thêm đấy. Lệch đâu? Lệch thì con này nó thích kìm. Ôi, lệch thì đấy ra rồi. Trời ơi, kéo gì thì để bọn giả 10 phân. Cứt. Thế đừng có để nó đẩy cái kia. Chẳng phải đẩy đi. Nó để hạ xuống, hạ xuống. Hạ xuống thì tay phải bắn lên vào. Vui ra kia. Thôi. Chắc là bắt tiệm xanh ngược đi. Đẩy sang bên anh, để sang bên anh. Thôi. Nhưng mà để vào ra. Thả đây, thả đây. Cứ nhắc. Rồi. Lúc nào bỏ ra đây, không gì đâu. Đây đi vô cân mẹ bắn dần chân này, con chân đây là được không? Máy nó còn kích. Không kinh nghiệm nó làm bao phủ. Không cần con này không cần đâu. Mẹ để đi vô thẳng kẻ của đường này này mẹ. Không phải thả ra thôi, thả ra để cho nó vào. Nghiên đây, nghiên thì đây. Anh kia đẩy đi. Mẹ ông ấy đi vô à? Ông ấy đi vô à? Anh đi vô à? Anh nói có. Đi vô à? Bắt vô à? Rồi. Đó. Bắt vô thì bằng được cấp. Nào, bán đi. Rồi. Đưa đi. Cái gì đâu? Rồi. Cái chỗ này đi vô là vì bằng. Ok. Nào, về qua đi. Bắn đi. Về qua đi. Vớt về đây, qua đi. Cô ấy bằng rồi đấy. Tập Bruno một vài điểm nữa này. Còn năm con mắt nữa đi, mình lắp cho cái đó kia à? Để đó kia đi. Bắt lít nữa, đặt trong đó của con này là mình phân âm đấy. Đó, con chảy, cứ bắt đi rồi bỏ con này đi. Cứ bắt đầy lít trong cân, bắt tiếp tục đó. Nhưng mà để ngay nhìn có cao có rộng nhìn không xuống đây đứng với cao gì cùng với tao lần trước ta làm được không biết đi thì ghế có là mới điện thì ghế à làm bao năm từ cái đục mình không biết không quá đẹp luôn cái đục kẹp làm cái tao đã xem một cái vía là chân đập trước cho nên là cần làm trước và làm trước. Ghé qua là anh em ơi có mũi dài không? Cái này nó rất là bỏ. Cái tôi lên đây tuôn gì? Mấy thằng ngồi đó thì sao? Tủ ngồi lên thì chậm lên. Tủ ngồi lên chậm lên mẹ. Chậm hả? Cân đối đừng lên. Ở đây nếu là bỏ hạ thế nào? Hạ tay hạ luôn. Anh xem cái kia nào phải mét. Đây, cái như cao mà hạ nó là bỏ tay nó mà. Anh hạ tay đó đừng lên nữa. Hạ luôn. Đấy, tự do được rồi. Qua cánh bên này, qua cánh bên này. Ông cứ ngồi ông lần thì mẹ nó chật bẻ cổ. Đấy, hạ xuống. Rồi. Cứ ngồi đây. Rồi. Mang kéo được rồi. Mang cái đâu mà. Được. Bắt cánh kia được rồi. Được. thì chỉnh lên cạnh khu đấy vừa nói lên cái nở hả? Ok chưa? Đây là thủ với bị lốc nhá. Thủ bếp Omega. Đây để đây mà nó đắp đá này, xong rồi làm đá. Đây là xong rồi cháu sẽ làm khung vắt để che cái kính bếp ở đây, đúng không? Kính bếp ở đây để che luôn. Cái này là mai ông đá vào nốt nữa thì là đẹp. Đút được chưa? Dạ. Cái này bác đút vào đây. Vào đây. Dạ. Có chứ. Cái này cái vít này tí nó bổ sung hết mà. Có. Có bổ sung hết.